Năm 2022, Nho Quan phấn đấu có thêm hai xã Lạng Phong, Xích Thổ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Văn Phong đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Để đạt được mục tiêu này, cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các địa phương chú trọng đến việc nâng cao thu nhập cho người dân. Được sự định hướng hỗ trợ của chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Bình, xã Xích Thổ đã chuyển đổi toàn bộ diện tích đất đồi bạc màu canh tác kém hiệu quả của gia đình sang trồng các loại cây ăn quả. Đến nay, nhiều loại cây đã cho thu hoạch và hứa hẹn những tiềm năng phát triển mới. Tôi tính là nếu mà thu nhập từ cây ổi thôi thì mình cũng thoải mái cái tiền để mình thuê khoảng 3 công lao động rồi. Ngoài ra nó vẫn còn dư để mình có thể dành ra để mua thêm những cái vật tư nông nghiệp để trang trải, để phục vụ cho tất cả những cái cây còn lại. Vì thực ra cây ổi thì mới chiếm có 1/3 thôi mà. Mấy cái cây trồng chủ lực của tôi là cái cây bưởi diễn thì đến bây giờ mới bắt đầu có bói thôi. Thì tôi đánh giá rằng nó sẽ thu nhập tốt hơn nhiều so với lại cái việc mà trồng cây bình thường như bà con vẫn trồng. Ví dụ như chẳng hạn 3 hectare này mà trồng keo 5 năm mới cho thu hoạch một lần. Thì cái thu nhập của nó thì tôi tính nó chỉ tầm bằng khoảng 1/4, 1/5, thậm chí có khi chỉ bằng 1/10 của cái trang trại này. Quan tâm phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân, tập trung phát triển các sản phẩm có lợi thế, hình thành các mô hình kinh tế, tổ hợp tác xã hoạt động có hiệu quả là những giải pháp mà các địa phương đang tích cực triển khai thực hiện. Trên địa bàn xã hiện nay thì các cái mô hình kinh tế tập thể cũng đã rất được chú trọng và quan tâm, và được các tổ chức hội đoàn thể cũng tập trung tuyên truyền vận động và ra mắt cũng như nhiều loại hình kinh tế tập thể. Ví dụ như là tổ hợp tác, hợp tác xã, rồi là tổ hội nghề nghiệp, chi hội nghề nghiệp. Thì mỗi một đoàn thể cũng đều có một cái mô hình phát triển kinh tế tập thể riêng của mình. Điều đó thì cũng đã góp phần không nhỏ trong vấn đề mà nâng cao thu nhập cho nhân dân và hoàn thiện cái tiêu chí về thu nhập của xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đến hết năm 2021, mức thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt trên 51 triệu đồng một năm. Việc tập trung thực hiện tiêu chí này đã tác động mạnh mẽ đến các tiêu chí khác như hộ nghèo, lao động có việc làm, hình thức tổ chức sản xuất. Để thu nhập nó ổn định cao mà phấn đấu đạt từ mức từ trên 63 triệu trở lên, thì chúng tôi đã tập trung đẩy mạnh vào các cái giải pháp. Thứ nhất là tập trung đối với các cái mô hình nông nghiệp thì tập trung lựa chọn những cái cây con, có những cái cây trồng hướng đi mới để áp dụng vào sản xuất. Còn đối với lại chuyển đổi về cái ngành tiểu thủ công nghiệp thì hướng là bà con nhân dân sẽ mở rộng nhiều các cái ngành nghề, ví dụ như là may, rồi các cái nghề mộc truyền thống, rồi một số các cái nghề phụ nữa. Bên cạnh đó thì tích cực vận động nhân dân tham gia vào các cái khu công nghiệp. Theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, mức thu nhập bình quân đầu người là 64 triệu đồng một năm. Do đó, việc duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí này đòi hỏi mỗi địa phương cần có những định hướng, giải pháp cụ thể, phù hợp để nông thôn mới là chương trình toàn diện, nâng cao và bền vững.